bạn là một người chúng ta mới bắt đầu sử dụng smartwatch hoặc là chúng ta đang tìm hiểu về smartwatch, thì các bạn sẽ thắc mắc rằng những cái chỉ số như nhịp tim, SpO2, stress, rồi cường độ tập luyện, huyết áp, ECG, vân vân, thì những cái chỉ số đó giúp ích gì trong cái việc chúng ta theo dõi thể trạng của mình cũng như là lên kế hoạch tập luyện. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn về công dụng, về tác dụng của những cái chỉ số đó và những cái cơ chế nào mà smartwatch sử dụng để đo được những cái dữ liệu đó. Và một lần nữa xin chào các bạn cùng đến với Thế Giới Đồng Hồ. Khi mà các bạn mua một cái smartwatch thì chắc hẳn hai cái phần dữ liệu dễ dàng thấy nhất đó là nhịp tim và SpO2. Vậy thì mình sẽ nói về hai dữ liệu này đầu tiên. Thì SpO2 trước, đây là một chỉ số đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng theo dõi các mức độ bão hòa oxy trong máu. Giải thích dưới góc độ là một người dùng thì chỉ số này giúp mình biết được khi nào cơ thể đang bị thiếu oxy, đặc biệt quan trọng hơn với những bạn nào mà chúng ta có bệnh nền liên quan đến hô hấp. Mình đã để một số các chỉ 1% oxy máu bên cạnh để các bạn có thể tham khảo. Và khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy có hai phân loại về chỉ số SpO2 này, thì cũng tùy thuộc vào cái hãng mà bạn mua smartwatch đó, họ sẽ để những cái phân loại nào để các bạn có thể tham khảo. Vậy nên mình sẽ để cả hai luôn để các bạn có thể xem được chỉ số này quan trọng như thế nào. Thì các bạn chắc hẳn là cũng đã trải qua một cái mùa dịch, và trong cái mùa dịch đó thì người ta thường sẽ đo và quan trọng cái chỉ số SpO2 này. Thì nói một cách đơn giản, nó sẽ cho biết nồng độ oxy trong máu là bao nhiêu. Thì lấy một ví dụ khác đi, khi mà đi cấp cứu ở bệnh viện thì lúc mà bạn có vấn đề về việc thở cũng như là hô hấp, họ sẽ đưa một cái máy đo y tế, họ sẽ đo vào đầu ngón tay của bạn, họ sẽ đo cái chỉ số như nhịp tim và SpO2 để chẩn đoán xem bạn có đang mắc vấn đề gì về hô hấp hay không. Ở máy đo y tế thì như mình đã nói, khi các bạn kẹp vào đầu ngón tay, đầu dò của máy sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại đi xuyên qua các mô, các mao mạch chứa hồng cầu. Hồng ngoại sẽ bị hồng cầu hấp thu một phần, từ lượng ánh sáng còn lại chưa bị hấp thu, máy sẽ tính ra số lượng hồng cầu có chứa oxy, máu đỏ. Thì smartwatch sẽ giúp các bạn có thể khắc phục được những cái điểm yếu trên máy đo y tế, chẳng hạn như là tính thiếu di động, hoặc là khi bạn sơ móng tay thì các bạn không thể nào sử dụng và có được cái kết quả chính xác nhất từ máy đo y tế. Thì smartwatch sẽ nhờ vào cảm biến nhịp tim quang học để sử dụng cảm biến ánh sáng đỏ và hồng ngoại để phát hiện mức oxy, cảm nhận được thay đổi trong mức đó bằng cách nhìn vào màu của máu. Cảm biến đo thể tích oxy dựa trên ánh sáng đi qua da trên tay của người đeo và truyền dữ liệu đến màn hình thiết bị. Dữ liệu này sẽ được phân tích và cung cấp cho người dùng biết mức phần trăm oxy trong máu hay là phần trăm SpO2 của bạn hiện tại. Thì để đo nhịp tim cũng tương tự với cơ chế vậy, cảm biến quang học sẽ chiếu ánh sáng xanh lá cây vào da của người dùng khi đeo smartwatch để đo nhịp tim. Ánh sáng sẽ thẩm thấu qua da và phản chiếu trở lại. Cảm biến sẽ đo lường ánh sáng phản chiếu và tính toán nhịp tim của bạn dựa trên thời gian giữa các nhịp đập. Và nói về nhịp tim thì mình sẽ đề cập luôn về ECG hay là điện tâm đồ. Thì cái dữ liệu này nó sẽ được đo và thường xuất hiện trên những cái dòng smartwatch và phải nói là cao cấp á. Thì cái dữ liệu này sẽ cho bạn biết được những cái vấn đề về nhịp tim, chẳng hạn như rung tâm nhĩ, loạn nhịp tim hay là nhồi máu cơ tim. Và đối với những người mà chúng ta gặp vấn đề liên quan về tim thì chắc hẳn là các bạn sẽ cảm giác là chúng ta cần phải theo dõi liên tục. Thì cơ chế đo ECG trên smartwatch rất là đơn giản thôi. Đồng hồ sẽ sử dụng cảm biến quang học hoặc là cảm biến điện từ trên cổ tay để đánh giá sự thay đổi của mạch máu. Các cảm biến này sẽ gửi tín hiệu tới một ứng dụng trên điện thoại để xử lý và hiển thị kết quả. Để có kết quả chính xác, người dùng cần phải đeo đồng hồ vừa vặn với cổ tay, đặt cẳng tay bên bề mặt và chạm ngón tay vào nút bấm trên đồng hồ trong một khoảng thời gian nhất định để đo được cái chỉ số ECG này. Để điểm ra những smartwatch nào hỗ trợ đo tính năng ECG này thì mình thấy cũng khá là nhiều. Nhưng mà nhiều nhất á, phải kể đến là Apple Watch Series, từ Series 4 trở lên là chúng ta có thể sử dụng tính năng này rồi. Rồi Galaxy Watch 4, Watch 5 Series, Watch 6 Series cũng đều có cả. Và gần đây thì mình có sử dụng Huawei Watch GT 3 Pro thì nó cũng hỗ trợ các bạn trong việc theo dõi cái chỉ số ECG này. Hoặc khi nói đến tập luyện thì chúng ta sẽ được phân ra thành nhiều vùng nhịp tim khác nhau, nó tương ứng với những cái hoạt động thể chất của bạn. Và chẳng hạn như khi mà bạn khởi động thì nó sẽ nằm ở vùng 1 của nhịp tim. Khi mà bạn tập luyện với cường độ cao hơn thì cái phần nhịp tim đó nó sẽ tăng dần qua vùng 2, vùng 3, vùng 4 và vùng 5 chẳng hạn. Và chúng ta sẽ có 5 vùng nhịp tim. Vùng thứ nhất sẽ là 50-60% nhịp tim tối đa. Lúc này thì cơ thể thực hiện các hoạt động thông thường như là đi bộ, làm việc nhà. Vùng thứ hai là 60-70% nhịp tim tối đa. Bạn có thể duy trì nhịp tim này bằng những động tác khởi động khi chạy và thư giãn sau khi chạy. Vùng thứ ba là từ 70-80% nhịp tim tối đa. Khi rơi vào vùng này, cơ thể sẽ hoạt động với cường độ vừa phải, vẫn đủ sức nói chuyện được trong khi tập. Vùng thứ tư là 80-90% nhịp tim tối đa. Tốc độ vận động khiến bạn phải cố gắng nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, vẫn đủ sức nói câu ngắn khi tập thể thao.
và vùng thứ 5 là từ 90 đến 95% nhịp tim tối đa. Lúc này cơ thể sẽ tập trung hết sức khi vận động, ở tốc độ ổn định và thở đúng thì bạn chỉ có thể nói được một vài từ. Và nói đến tập luyện, có một cái chỉ số là VO2 max. Chỉ số này sẽ giúp bạn có thể đánh giá được sức khỏe, thể trạng cũng như là tim mạch của bạn. Thì độ chính xác nó cũng tùy thuộc vào thuật toán và công nghệ cảm biến được trang bị trên mỗi dòng smartwatch nữa. Chỉ số này nó cũng sẽ khác biệt giữa hai giới tính là nam và nữ. Bởi vì nhìn về góc độ sinh học thì cả hai giới tính chúng ta đều có cái cấu tạo cơ thể khác nhau. Và một điểm nữa là chỉ số VO2 max này chúng ta cũng có thể đánh giá được xem là đang ở mức nào khi so với cái độ tuổi. Thì chẳng hạn như ở độ tuổi từ 20 đến 25 nó là cái chỉ số đó, nhưng mà chỉ số hiện tại của chúng ta không tới thì chúng ta đang dưới cái mức trung bình. Thì cũng tương tự thôi, những vận động viên chuyên nghiệp chúng ta có thể so sánh, có thể thấy là những cái chỉ số VO2 max của họ rất là cao. Vậy nên nếu như bạn cần một thiết bị có thể giúp bạn ghi lại chỉ số VO2 max này một cách chính xác cũng như là tiệm cận với lại thể trạng của bạn hiện tại, thì mình nghĩ là các bạn nên đầu tư một khoản ngân sách cho một cái thiết bị phải nói là có những cái bộ cảm biến chính xác nhất. Thì các bạn có thể tham khảo một vài cái mẫu smartwatch nằm ở một thể thao chuyên nghiệp ở thế giới đọc mà mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể xem thêm. Và sau khi mà các bạn tập luyện xong thì đồng hồ cũng giúp bạn có thể ghi lại cường độ tập luyện cũng như là giúp bạn đưa ra được một cái khoảng thời gian mà bạn biết là bạn cần nghỉ ngơi sau bao nhiêu thời gian đó để chúng ta hồi phục thể lực. Chỉ số hồi phục sức khỏe sau tập luyện nó sẽ dựa vào sự biến thiên HRV. Thì HRV là gì? Thì HRV này đó là một cái sự kết hợp giữa hai cái hệ thần kinh, đó là đối giao cảm và hệ thần kinh giao cảm. Thì hệ thần kinh đối giao cảm nó sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động nghỉ ngơi, làm giảm nhịp tim và tăng chỉ số HRV. Trong khi đó thì hệ thần kinh giao cảm sẽ chịu trách nhiệm cho những cái hoạt động liên quan đến thể chất khi bị đe dọa hoặc khi mà các bạn tập luyện. Nó sẽ làm tăng nhịp tim và giảm HRV. Vậy nên thì đồng hồ có thể dựa vào cái chỉ số này để đưa ra được một cái khoảng thời gian hồi phục thể lực hợp lý cho bạn. Nói một cách dễ hiểu thì chỉ số HRV này càng cao chứng tỏ cơ thể bạn đang phục hồi tốt và ít bị stress. Cũng như là khi mà chỉ số HRV này nó thấp chứng tỏ bạn cần phải nghỉ ngơi thêm. Một điều nữa là các bạn cần phải kết hợp với là chế độ ăn uống nè, lời lịch nghỉ ngơi cũng như là thời gian các bạn ngủ để chúng ta có thể đưa ra một cái lịch tập luyện phù hợp. Và nói về cường độ và thời lượng tập luyện thì khi các bạn tập thể dục thể thao đi thì smartwatch sẽ giúp các bạn ghi lại thời gian là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi các bạn chạy bộ thì chúng ta sẽ có ghi lại về khoảng cách, về độ cao, về số bước chân, về vùng nhịp tim. Vì vậy nên smartwatch có thể tổng hợp những cái dữ liệu đó đưa ra cái cường độ tập luyện của bạn hiện tại là có quá nặng hay không, và đồng hồ cũng dựa vào đó để chúng ta đưa ra được cái chỉ số HRV. Như mình đã nói lúc nãy, nó sẽ dựa vào cái chỉ số HRV đó, nó sẽ đưa cho chúng ta cái phần thời gian hồi phục hợp lý. Mình thấy đa phần nhiều dòng smartwatch hay là những cái vòng đeo tay thông minh từ Xiaomi, là Huawei hay là những cái smartwatch tầm trung cao cấp như là Apple Watch hay là Galaxy Watch, họ đều có cái phần dữ liệu này cả. Điển hình như mình đang dùng Huawei Band 6 đi, thì các phần dữ liệu về trạng thái tập luyện, về thời gian hồi phục nó đều hiển thị ở đây. Trước á, thì mình có dùng qua Amazfit Cheetah Series thì phần dữ liệu này cũng hiển thị khá là chi tiết để mình có thể theo dõi, kết hợp với lại các tính năng nâng cao như huấn luyện viên cá nhân để lên kế hoạch tập luyện. Tùy theo dòng sản phẩm mà sẽ có những cái chức năng hỗ trợ tập luyện tối ưu cho bạn. Và không riêng gì ở Amazfit Cheetah Series đâu, thì trước mình cũng có sử dụng qua Amazfit GTR 4, rồi Amazfit GTS 4, điển hình gần đây là Amazfit T-Rex Ultra, hay là một số smartwatch ở thương hiệu khác như là Huawei GT 3 Pro hay là Huawei GT 3, Xiaomi Watch S1 v.v. thì nó đều hiển thị những cái phần dữ liệu này cả để các bạn có thể theo dõi lại được. Và Garmin chắc hẳn mình phải dành nói riêng bởi vì nó quá đặc biệt. Và nói về thể thao chuyên nghiệp thì thật sự phải nói ai cũng nghĩ đến Garmin đầu tiên. Thì họ có huấn luyện viên Garmin Coach giúp bạn có thể theo dõi cũng như là lên kế hoạch tập luyện nè. Rồi và đó, và tối ưu hiển thị những cái phần dữ liệu cũng như là những cái công nghệ cảm biến phải nói là đi trước thời đại của họ. Nói đến tập luyện nhiều như vậy, vậy khi mà bạn nghỉ ngơi, bạn có tò mò rằng tại sao trong lúc ngủ thì đồng hồ ghi lại những cái giai đoạn giấc ngủ, những cái chu kỳ giấc ngủ như thế nào chưa? Đa phần sẽ dựa trên cảm biến da tóc kế để có thể phát hiện chuyển động của cơ thể trong khi bạn ngủ và xác định được thời gian ngủ cũng như là thức, rồi mức độ yên giấc. Cảm biến nhịp tim có thể đo số lần nhịp tim bạn đập trong một phút, biến thiên nhịp tim và nhịp tim nghỉ ngơi để phát hiện các giai đoạn ngủ khác nhau. Bên cạnh đó thì các smartwatch có thể xác định bạn đã ngủ bao lâu và thức bao lâu dựa vào chuyển động cơ thể của bạn trong lúc ngủ. Nếu bạn không có chuyển động nào trong một khoảng thời gian dài
thì smartwatch sẽ cho rằng bạn đang ngủ. Các smartwatch có thể phân biệt giữa ngủ sâu, ngủ nông dựa vào mức độ chuyển động cơ thể của bạn khi đang ngủ như mình đã nói lúc nãy. Thì nếu bạn có nhiều chuyển động, smartwatch sẽ cho rằng bạn đang ngủ nông. Nếu bạn ít chuyển động, thì smartwatch sẽ cho rằng bạn đang ngủ sâu. Để hiểu rõ hơn về những cái giai đoạn chu kỳ giấc ngủ thì các bạn có thể tham khảo thêm một cuốn sách mà mình rất là recommend các bạn, đó là Sao Chúng Ta Phải Ngủ của Matthew Walker. Bây giờ thì mình sẽ giải thích theo cái cách mà mình hiểu để các bạn có thể hình dung được. Thì về chu kỳ giấc ngủ thì chúng ta sẽ có hai chu kỳ, đó là chu kỳ NREM, non rapid eye movement, và giấc ngủ REM, tức là rapid eye movement. Thì NREM á là khi mà các bạn ngủ sẽ không có chuyển động mắt nhanh, còn trong khi đó khi bạn ngủ REM á thì chúng ta sẽ có chuyển động mắt nhanh. Và sâu hơn, khi mà các bạn đang trong chu kỳ NREM thì chúng ta sẽ có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, trạng thái lơ mơ hay ngủ thiêu thiêu, ngủ không sâu, thời lượng chiếm đến 50% giấc ngủ. Giai đoạn 2, kéo dài khoảng 20 phút thì người ngủ có thể ý thức một cách lơ mơ, một vài ý nghĩ rời rạc trôi nổi trong đầu nhưng không thể nhìn thấy bất cứ vật gì ngay cả khi mắt còn mở. Giai đoạn thứ 3 là người ngủ rất khó tỉnh, ngủ sâu, phải có âm thanh to hoặc lay động người thì mới tỉnh được. Giai đoạn thứ 4 là giai đoạn ngủ sâu nhất, sóng não đó là sóng delta, biên độ lớn, tần suất chậm, có sóng nhọn. Và đó là nêu ra cho các bạn biết về 4 giai đoạn thuộc cái chu kỳ giấc ngủ NREM. Và quay trở lại thì một chu kỳ giấc ngủ chúng ta sẽ có 90 phút. Và thông thường khi các bạn ngủ đủ giấc là chúng ta sẽ ngủ khoảng 5 chu kỳ là 8 tiếng. Và khi mà các bạn ngủ đủ giấc thì chu kỳ REM của các bạn nó cũng sẽ đủ, và nó cũng sẽ phát huy tác dụng tối đa của nó. Thì nói một chút về những tác dụng của chu kỳ giấc ngủ REM này, nó sẽ giúp bạn có thể tổng hợp thông tin tốt và giải quyết những cái vấn đề nhanh hơn. Lấy một ví dụ là chẳng hạn hôm qua bạn gặp một cái vấn đề A nhưng bạn không tìm được cách xử lý, nhưng mà qua ngày hôm nay khi các bạn đã ngủ đủ giấc rồi thì não sẽ tổng hợp lại các thông tin và đưa ra cho bạn một cái phương án giải quyết cái vấn đề đó tốt hơn. Một điều nữa là giấc ngủ REM nó cũng sẽ giúp cho trẻ phát triển não tốt nhất. Thì thông thường trẻ trong bụng mẹ thì có thể ngủ đến 12 tiếng và điều đó nó có thể giúp cho trẻ phát triển não tối đa hơn. Và một cái nữa là nó có thể giúp cải thiện tâm trạng rất là tốt. Vì vậy nên các bạn thường thấy là khi mà chúng ta cảm giác khó chịu, chúng ta cảm giác buồn bực trong người, các bạn đi ngủ một chút là chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thì khi mà các bạn đã đủ cái chu kỳ giấc ngủ REM đó là nó sẽ giúp chúng ta cải thiện tâm trạng. Còn về giấc ngủ NREM thì những nhà khoa học thường gọi là những đợt sóng não. Khi mà các bạn ngủ đủ thì những đợt sóng não này sẽ dày đặc và giấc ngủ NREM sẽ phát huy cái tác dụng của nó. Đầu tiên là sẽ giúp bạn ghi nhớ thông tin. Cái thứ hai là sẽ giúp bạn gợi nhớ lại thông tin dễ dàng hơn. Thì đó là về những công dụng của giấc ngủ REM cũng như là NREM mà các bạn nên nghe qua để chúng ta biết được tại sao là giấc ngủ nó có cái mức độ quan trọng như vậy. Lúc nãy mình có đề cập đến chỉ số huyết áp. Thì các smartwatch đo huyết áp bằng cách sử dụng phương pháp phân tích sóng xung. Phương pháp này sẽ dựa vào việc đo sự thay đổi của áp suất máu trong động mạch khi tim co bóp và giãn nở. Các cảm biến trên smartwatch có thể phát hiện được các dao động của áp suất máu và chuyển đổi chúng thành các tín hiệu điện tử. Sau đó các tín hiệu này được phân tích bằng các thuật toán để xác định huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Tuy nhiên, smartwatch không phải là một thiết bị y tế nên nó không thể chẩn đoán tăng huyết áp và các bệnh lý khác hoặc kiểm tra các dấu hiệu sớm của một cơn đau tim. Và mình sẽ giải đáp luôn những thắc mắc của các anh chị, cô bác chúng ta từng comment hỏi rằng tại sao đồng hồ có đo huyết áp mà cần phải nhập liệu từ máy đo y tế nữa. Thì để đồng hồ có thể học được những cái mẫu sóng xung của người dùng kết hợp với thuật toán để đưa ra một cái dữ liệu phù hợp với từng cá nhân. Và thật sự để mà kể những cái mẫu smartwatch nào có hỗ trợ tính năng đo huyết áp thì không nhiều trên thị trường. Galaxy Watch từ Watch 4, Watch 5, Watch 6 series có, rồi Vivo Watch 5. Và đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về những cái dữ liệu sức khỏe trên smartwatch mà các bạn nên lưu ý khi sử dụng. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì để lại cho tụi mình một like, một subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ tụi mình ha. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.